chúng tôi đến sân bay Kansai rồi. Đã vậy rồi, chúng tôi đi Wakayama Hirakacho. Bây giờ Shinsuke đang siêu thị đặc biệt ở Wakayama. Quýt của tỉnh Wakayama rất là nổi tiếng ở Nhật Bản. Đường sản xuất quýt là nhiều nhất ở Nhật Bản. Shinsuke, ăn thử. Ăn thử được không? Thử có. Cái này là quýt được nói là hong kang. Bông cam và quýt là khác hả? Khác nhau. Loại quýt khác nhau. Ngon. Ngon hả? À. Thiệt hả? Quýt này là hôn chua, hơi hơi ngọt và tươi và có nhiều nước. Ngon. Bông cam. Là bao nhiêu tiền? Mỗi cái 36.000. Ít. Rẻ quá. Rẻ quá. Cái này là quýt bình thường. Aridamikan là hàng hiệu quýt ở Nhật Bản. 24.000 Việt Nam đồng. Ừ. Tiền nhiêu là rẻ không? Việt Nam hả? Ở Wakayama có nhiều loại quýt. Nè, các bạn hãy đi ăn thử nhé. Chúng tôi đến Hirakacho rồi. Đặc sản Hirakacho là cá mú. Tiếng Nhật là quê. Quê. Các bạn ăn cá mú chưa? Shinsuke chưa ăn cá mú. Hôm nay Shinsuke ăn được không? Được. Shrek. Ở đây là lão quê là đặc sản của Hirakacho. Tối nay sẽ ăn lão quê nha. Chúng tôi đến đền Shirahige. Khi người Nhật bình thường đi vào đền thì phải đưa tay làm như này. Bên trái, bên phải, sau đó lúa miệng. Cuối cùng làm như này. Lửa cái này. Cao nguyên rồi. Sao đó mọi người cảm thấy khỏe quá. Shinsuke đói bụng quá. Shinsuke ăn chưa? Cái này Kompeto. Kompeto. Quán cà phê này là đẹp và dễ thương. いただきます. Hôm nay rất là bao uống súp thì các bạn chỗ này đóng. Nè Jim. Umai ra. Umai là ngon. Cái này tất cả ume sẽ trở thành mỗi ume. Hộp này tất cả mỗi ume nhiều quá. Ở đây làm mỗi ume cho cửa hàng tiền lời. Nên mọi người nếu đi cửa hàng tiền lời thì có thể mua được ume onigiri. Onigiri sử dụng mỗi ume. Làm mỗi ume hai tháng sau mỗi ume rất ngon.
来就对，就来。橋本そう。OK。わあ。Hôm nay là phong cách truyền thống Nhật Bản nên nghỉ ngơi được và thoải mái. À, vui lắm. Tại sao? Chị Sugi vừa rồi, chị Sugi dạy ở đây. Ồ, ở đây không phải khách sạn. Ồ, được gọi Min Shuk. Min Shuk.民宿啦，有牛鸭脚。鸭脚哦。其实个只别民宿做越南。嗯。我本来香港鸭卫生吧，放糖，能每个快使用糖中吧鸭卫生中。哦，其实个，后来搞放呢？放快？诶？搞冻肉。哦。Nghệ sĩ Nhật Bản rất rất nổi tiếng. Ồ, chắc là nhiều người Việt Nam biết. Sugiyo Taro diễn viên. Chị sẽ kể nghĩ Min Shuk khác không đẹp. Ừ, chị sẽ kể đoạn Min Shuk là cũ. Nhưng cũ cho nên là có ý nghĩa là truyền thống nên thú vị, đúng không? Dạ đúng rồi. Ở đây chị sẽ kể cảm thấy rất đẹp. Ừ. Chúng tôi đi thám. Hôm nay có thám và áo yukata. Oh. Chúng tôi không mắng. Thế này. Hôm nay là otoko. Otoko có ý nghĩa là nam. Đi vào nha. Oh, thôi. Đừng quay video.